Các bạn thân mến, hôm nay là sáng mùng 8 tháng 4. Thì buổi sáng thì đứa em trên Chư Morai nó mang xuống hai cây này. Thì nó bí tiện, nó cứ thỉnh thoảng mang mấy cây xuống nó bán. Vì tôi dạo này tôi cũng không đi. Thì nó mang có hai cây này, như cây rất là cao. Thì tôi cũng chia sẻ đây, cây rất sai hoa các bạn. Cây một rất xa hoa, nó có hai thân hoa. Cây này là từ cái kiến ra đây, cái kiến này nó trồng năm ngoái này, trồng ngoái nó nên là hai thân hoa này, và năm nay nó ra một mầm đây, và đây nó đang lên một hai cái mầm núm hụ này. Đây hai cái mầm đây của cái thân này. Thân bên này bây giờ mới ra hai cái mầm, còn đây cái thân này nó được khoảng 1 gang. Thì cái này có 2 chậu, tôi làm mỗi chậu là 1.500.000 đồng. Thì thực tế cái này nó rất là dài, dài và nó sai hoa này, thì đóng thì cũng rất là, nói chung mất thời gian đóng, vì đóng mình cũng phải đóng cẩn thận đấy. Thì cũng nói luôn, nếu bạn nào mà vì cái này nó dài và nó đóng ở nơi, thì bạn nào sưu tầm thì có thể là các bạn chuyển khoản thì tôi sẽ bao tiền ship. Ý như thế đấy, vì cái này đóng nó có nổ hoa không thì để sổ, thì nó đi nó chở xe máy các bạn. Đây nó để vào cái hộp này, nó để vào cái hộp này, nó để đằng trước xe máy nó chạy. Nên là nó một vài cái nổ nó có thể là nó bị rung, nhưng còn cơ bản là không. Ở đây như cái nổ đây là nó không rung rung này. Cái đây thì nó bị gãy mất nổ. Cái này xe hoa thì 1.500.000 đồng, hai cái này của Chư Moray. Cái này nó khoảng 4 gang tay, là khoảng 80 cm, hơn 80 đấy các bạn, hơn 80 cm. Cái này chơi hoa dành cho bạn nào chơi hoa dòng sai hoa. Đây thân nó các bạn thấy rất to này. Cây này thì lá nhỏ, còn cây này thì dòng lá to này. Đấy thì tôi cứ đưa lên, bạn nào ưng thì sưu tầm. Thì đây là cây số 1. Cây số 1 này thì lá nó mỏng hơn, có hai thân, mỗi cây đều hai thân hoa đấy các bạn, nhìn hoa nó sai. Cây này thì đây là tôi nói là nó trồng từ kiến này, cái con kiến nó trồng từ năm ngoái nên là hai thân này, và bây giờ một mầm này và gốc kia nó có hai cái mầm rất nù nù to kìa. Cái này được hơn 20 cm đấy các bạn, thấy hoa rất là sai. Cái này mà các bạn hình dung nó nở ra thì nó rất là tuyệt vời. Cái này nếu mà nếu thân nổ đốt ngắn này, rất là sai hoa. Đấy, đây là của Chiu Morai. Các bạn thấy chưa, hoa rất nhiều. Thì nó một, nó chở bằng xe máy, nó chạy từ trên đấy xuống đây là nó cũng phải gần 100 cây đấy. Thì cái đường ở trong này nó nhẵn, người ta đi thường thường là nó buổi sáng đi sớm. Tầm tầm nó phải 4-5 giờ nó đi ấy. Đấy thì chứ một xã hôm nay mà cái bữa tôi nên là tôi mua mấy cái cây đấy. Đấy thì các bạn, thì cây này là 1.500.000 đồng. Thì bạn nào sưu tầm, cái này là chủ yếu chơi hoa rất là nhiều đấy, hoa nhiều. Thì như cây này thì chưa biết mặt hoa này, kiến này đấy, thì cây số 1. Còn cây số 2 này thì lá rất là to này các bạn. Đây nó cũng hai thân, còn đây nó lên mấy cái mầm múc mục, nó trồng trên cái cục dớn này. Cục dớn này cũng tương đối nặng. Thì tôi nói rồi thì cũng 1.500.000 đồng. Cây này nó dài hơn, nó phải 6 gang của tôi là hơn 1 mét, hơn 1 mét 2, khoảng 1 mét 2. Cũng cái cục dớn này nó phải 1 mét 3, đóng cũng rất là dài. Thì bạn nào sưu tầm thì các bạn chuyển khoản thì tôi sẽ bao tiền ship đấy, còn trường hợp không thì tôi cũng để ngắm hoa mấy hai cái này nắm ít, vì cây này nó ra rất nhiều kỳ. Cây này thì thấy nó nói là hoa cánh bầu biết là đẹp lắm đấy, còn nụ nó thì nó tím này. Tức là cây này là nó biết mặt hoa rồi, nó nói là hoa cánh bầu, thì cây nào biết mặt hoa thì tôi nói biết mặt hoa. Thì các bạn biết cái nụ, nhìn nụ này thì biết là cánh bầu rất đẹp này. Đấy cái bên này thì nụ nó dài hơn này, dài hơn những phát tím tím này thì đấy, cái này nụ nó còn nhỏ hơn và thân nó rất to, các bạn nhìn nó có thể so với ngón tay thôi này,
dòng thân lá, đây lá rất là to, lá lên trên này vẫn to này, còn nó ra được ba cái mầm là rất là mập cứng đanh này. Nó trồng trên cái cục dớn này, các bạn thấy chưa? Cục dớn là nó ở nhà nó đặt trên một cái chậu nữa, thì phân trước nó cho vào để các bạn thấy rễ, bộ rễ nó rất khỏe, cây to. Cục dớn này cũng tương đối nặng, các bạn gửi chắc cũng phải 100.000, hơn trên dưới 100.000 tiền cước ấy, vì nó dài nữa, tức là quá khổ. Nên là tại sao tôi mới nói là các bạn nếu mà chuyển khoản thì tôi sẽ báo tiền ship gửi. Đấy, thì cái này chơi vừa thân lá vừa ấy, và các bạn thấy trên này nó còn một số nốt to đây, là hình như là kỳ này, nó đang ra kỳ này. Trên này là nộ rồi, như những cái này hình như là kỳ hay thì không không rõ lắm, như thấy nó khác ấy. Đấy, chắc là kỳ, từng nốt từng dọc từ trên này xuống này, thì không biết Nhìn có cái này chứ hay là nộ. gì xuống đấy Đấy các bạn, xuống đây tít dưới này luôn. đấy các bạn, thì cây này đây mấy mầm của nó rất là khỏe. Để chơi dòng thân lá đây, các bạn thấy lá đã lá dày cứng. Đấy, hôm nay thì tôi chỉ đưa hai cái cây này đây, vì nó vừa ấy, trở xuống thì bây giờ không lấy cũng không lấy, vì nó cũng thi thoảng bí tiền là cứ tỉa vài cây lấy đồng tiền tiêu, xong thì thu gom của các cái đội đi rừng ấy, nhưng mùa này nó cũng đi ít. Thu gom của các đội đi rừng nó đi không phải mấy ngày, 2 3 ngày, vì bây giờ các cái ngoài vùng rừng mà ven ven thì không ấy, nó phải đi vào, tức là gửi xe xe để mà lán trại hay là đi bộ nội suối nội đèo. Vì cái trên Chimoray thì lần tôi đã có nên tôi quay cái dốc cổng trời đấy. Đấy, thì cây này nó phải 6 ngang, phải hơn 1,2 m, đóng cũng rất là nổ củ. Đây, nó chở từ trên nó đóng cái cây tre xuống để cho nó đi, nó khỏi bay này các bạn. Cành na này, đấy, nó chở ở đây nguyên si vào cái hộp đây. Cái này nó quấn, cái này nó không quấn, cái cục dớn. Đấy, thì các bạn bên này nó cũng cắm một cây na này. Đấy, thì bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại của tôi, và mỗi cây này là 1.500.000 đồng. Cây này thì rất là xoay hoa, rất tuyệt vời. Các bạn thấy chưa? Đã chưa? Vàng xoay hoa, chơi hoa rất đã. Đấy, và gốc nó cũng lên nhú hai cái mầm tiếp theo này. Mầm này được một hơn 1 gang. Thì video này tôi làm đây kết thúc, tôi xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.